Hôm nay là ngày rằm tháng tư âm lịch theo truyền thống của đạo Phật, thì ngày rằm tháng tư âm lịch hàng năm thì tất cả những người đệ tử Phật, những người tín đồ, những vật Phật tử của Đức Phật thì đều kỷ niệm ngày sinh nhật của Đức Giáo Chủ, của Đức Bổn Sư, của Đức Phật, người đã khai sáng ra đạo Phật. Thì hôm nay được gọi là cái ngày đản sinh, thì cũng là một ngày kỷ niệm ba cái sự kiện quan trọng, ba sự kiện trọng đại xuyên suốt cuộc đời của Đức Phật. Đó là ngày sinh nhật, tức là ngày mà vị Bồ Tát hay là vị Thái tử Tất Đạt Đa từ cõi trời Đâu Suất đã đầu thai, tức là đã đi hạ sinh vào Hoàng hậu Ma Gia. Và ngài đã cái ngày rằm tháng tư là cái ngày mà ngài chào đời, tức là ngài đã sinh ra đời, giáng sinh ra đời ở tại vườn Nâm Thì Ni dưới gốc cây vô ưu, thì thuộc về Ca Tỳ Na Vệ, Ấn Độ. Và cũng vào cái ngày rằm tháng tư cũng là kỷ niệm một cái sự kiện nữa, đó là khi mà ngài sinh ra, ngài lớn lên và ngài đi xuất gia, ngài đã tu hành đắc đạo. Và cái ngày rằm tháng tư cũng là cái ngày mà Đức Phật thành đạo, chứng đắc đạo quả dưới cội Bồ Đề. Và cái ngày rằm tháng tư cũng kỷ niệm cái ngày đó là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, là cái ngày mà chấm dứt thọ mạng và Đức Phật đã đại ban Niết Bàn dưới hàng Ta Na Song Thọ. Thì hàng năm thì cũng nguyên người con Phật, những người đệ tử Phật trên khắp năm châu, khắp mọi miền đất nước, khắp các hàng chư thiên và loài người đều tưởng nhớ đến một bậc đại giác ngộ, đến một bậc đã khai sáng ra con đường giải thoát. Cho nên là chúng ta sẽ có cái lễ tắm Phật hay là kỷ niệm những ngày Đức Phật đạt, là cái thời gian, là cái cơ hội là để cho mọi người tưởng nhớ lại. Đây là cái ngày mà để mọi người ôn lại cái lịch sử, ôn lại lịch sử của Đức Phật, cuộc đời Đức Phật, đạo hạnh của Đức Phật, và tăng trưởng cái niềm tin vào cái con đường mà Đức Phật đã đi, cũng như là những cái lời dạy, những cái giáo pháp mà Đức Phật đã hoằng truyền, đã giảng dạy. Và chúng ta để tinh tấn hơn nữa, thực hành theo cái giáo pháp ấy, và để đạt được những cái sự an vui, đạt được cái sự lợi ích ở cái đời này và nhiều đời về sau. Thì đấy là cái nguyên nhân, đấy cũng là cái mục đích mà hàng năm tất cả những người Phật tử ở khắp mọi nơi đều tổ chức cái lễ Phật đản để mọi người ôn lại Đức Phật, ôn lại cái cuộc đời lịch sử của Đức Phật. Thế thì Đức Phật đối với trong dân gian chúng ta đều nói đến Đức Phật thì ai cũng biết, đó là Đức Phật thường được tạc nên những cái hình tượng và được tôn thờ ở trong những ngôi chùa. Và dân gian từ ngàn xưa đến nay mình thường đi chùa để lễ Phật. Vậy nhưng mà mình có hiểu Đức Phật là ai không? Tại sao mình lại lễ Đức Phật? Lại xây chùa và đắp những cái bức tượng để thờ Phật? Phật là ai? Phật có phải là người không? Phật có phải là thánh thần không? Phật là một cái bậc như thế nào? Mọi người có hiểu không? Suốt 2.000 năm nay rồi, đã có một hơn 2.000 năm rồi. Nếu mà nói về cái sự kiện Đức Phật ra đời cho đến nay thì đã là hơn 2.600 năm rồi. Năm nay được gọi là Phật lịch 2.556, tức là Đức Phật đã nhập Niết Bàn là đã 2.556 năm nay rồi.
À, đấy là kể từ ngày Đức Phật mà đản sinh là cách đấy 80 năm nữa, 80 năm về trước. Thì Đức Phật đã ra đời từ rất là lâu, gần 3.000 năm lịch sử rồi. Và Đạo Phật cũng đã được truyền vào nước Việt Nam từ những thế kỷ đầu công nguyên, tức là đến nay cũng đã 2.000 năm rồi. 2.000 năm mà những cái ngôi chùa ở khắp mọi vùng miền trên đất nước Việt Nam được xây dựng rất là nhiều vào những cái thời như nhà Lý, nhà Trần, cũng cách đây tới gần 1.000 năm. Thường thường vậy thì Đạo Phật cũng đã lan tỏa ở trên đất nước Việt Nam hàng ngàn năm nay, từ 1.000 đến 2.000 năm. Những cái ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam như chùa Dâu, chùa Phật Tích thì cũng có lịch sử cả 2.000 năm rồi. Đấy là Đạo Phật đã có một cái chiều dài như thế. Nhưng mà đối với những người Phật tử đi chùa có hiểu về Đức Phật không? Có biết Đức Phật là ai không? Chính vì cái kiến thức, cái sự giảng dạy về cái lịch sử Đức Phật, cũng như là những cái lịch sử về Đạo Phật và những cái giáo pháp của Đức Phật rất ít được truyền dạy ở trong nhân gian, cho nên là mọi người đi Phật thường thường sẽ quên mất, không có nhớ Đức Phật là ai, và chỉ biết đi chùa cứ đảnh lễ hình tượng của Đức Phật, thậm chí nhìn lên mình cũng chẳng biết Phật đấy là gì. Chính vì vậy cho nên là hàng năm phải có một cái ngày, đó là cái ngày sinh nhật này, hay là cái ngày lễ Vê Sắc, lễ Tam Hợp kỷ niệm Đức Phật đản sinh, hành đạo và nhập niết bàn này, để cho mỗi người ôn lại, tưởng nhớ lại cái lịch sử của Đức Phật, để cho những cái ngày mình đi chùa lễ Phật mình cũng phải biết Đức Phật là ai, Đức Phật là bậc như thế nào, và đi lễ Phật thì được cái gì, và mình phải sống như thế nào, thực hành như thế nào mới đúng cái giáo pháp của Đức Phật, mới đúng cái lời dạy của Đức Phật. Thì Đức Phật có giống với những cái người bình thường của mọi người thế gian này không? Thực tế thì Đức Phật cũng giống với người thường, nếu mà xét về cái phương diện là Đức Phật cũng là một con người bình thường. Nhưng mà xét về cái công đức, cái trí tuệ, cái đạo hạnh và cái sự chứng ngộ, chứng đắc về tâm linh, về trí tuệ thì Đức Phật cao hơn rất nhiều. Thì để mà trở thành một vị Phật thì một cái con người cần phải phát một cái đại nguyện, phát một cái bồ đề tâm, tức là người đấy phải có một cái ước nguyện mạnh mẽ lớn lao, người phải có một cái ước nguyện thành Phật và trải qua rất là nhiều đời kiếp, rất nhiều đại kiếp, tức là trải qua vô số kiếp tu tập, tích lũy những công đức, hay là còn gọi là tích lũy các pháp ba la mật, bố thí ba la mật, chỉ giới ba la mật, xuất gia ba la mật, trí tuệ ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, chân thật quyết định, từ tâm hành xả. Tức là một vị đấy phải tích lũy vun bồi những cái công đức ba la mật trong nhiều đời nhiều kiếp như vậy, cho đến khi những cái công đức ấy, những cái đạo hạnh đã được đầy đủ, đã được viên mãn, thì ở cái kiếp cuối cùng thì vị ấy là một vị chư thiên từ cái cõi trời đâu suốt và đã giáng sinh, tức là vị đấy tái sinh trở lại cõi nhân gian lần cuối cùng. Thì cái lần cuối cùng mà Bồ Tát trước khi thành Phật trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu Bồ Tát đạo, thì Bồ Tát đã tái sinh xuống cõi nhân gian và tái sinh vào làm một vị hoàng tử, con vua Tích Phạm và hoàng hậu Ma Gia thuộc thành Ca Tỳ Na Vệ, Ấn Độ ngày nay, mà ở trong kinh điển thì gọi rằng là cái cõi Diêm Phù Đề, tức là cái thuộc về đất nước Ấn Độ. Thế thì khi sinh ra thì ngài cũng là một người, một em bé giống như tất cả những trẻ
sơ sinh khác, nhưng mà ngài có một cái sự kiện, một cái điều đặc biệt cao thượng hơn tất cả mọi chúng sinh khác, đó là khi sinh ra thì ngài có thể tự đứng lên và bước đi 7 bước, dưới mỗi một cái bước chân hóa hiện ra một bông hoa sen. Vậy thì ngài bước đi bảy bước chân thì hóa hiện ra 7 cái bông hoa sen, rồi một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Ngài nói rằng là trên đời dưới đất ta là bậc tôn kính nhất, đây là kiếp cuối cùng, sau đời này không còn tái sinh nữa. Thì đấy là vì một vị Bồ Tát sinh ra đời, đấy là một vị đại Bồ Tát, một bậc đã tu miễn rất nhiều đời nhiều kiếp, cho nên khi sinh ra đời ngài có những cái điểm báo trước, ngài có những cái dấu hiệu, những cái điểm lành như vậy. Thì và ngài sinh ra thì khi có những vị thầy tướng xem các cái tướng số thì các vị ấy biết rằng đây là một bậc vĩ nhân, tức là một người có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thì trong kinh điển của trong các cái bộ kinh Vệ Đà của các đạo Bà La Môn thời bấy giờ cũng đã ghi chép lại, từ cách đó 1000 năm trước đã có các vị chư thiên, các vị phạm thiên đã viết lại, tức là cũng đã có cái sự lưu truyền ở trong nhân gian, và nói rằng 1000 năm sau ở dưới nhân gian này sẽ xuất hiện một cái vị Bồ Tát, mà vị ấy khi sinh ra đời có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thì vị ấy sẽ trở thành một đức Phật toàn giác trong tương lai. Thì một em bé mà sinh ra mà có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì vị ấy sẽ có hai con đường. Nếu như mà vị này ở tại gia thì sẽ là một vị vua chuyển luôn thánh vương. Nói đến là một cái vị vua thì mình biết rằng đó là một cái vị cai trị một cái đất nước, một cái người được làm chủ một cái quốc độ, một cái dân tộc nào đấy. Vị ấy có một cái quyền hành lớn, có cái uy quyền lớn nhất trong cái quốc gia đấy. Nhưng mà một vị vua chuyển luôn thánh vương thì khác. Cái vị vua chuyển luôn thánh vương cũng rất ít khi xuất hiện, nhưng khi vị ấy ra đời thì vị ấy có những cái uy lực có thể làm chủ cả 4 châu thiên hạ. Tức là khi một vị vua chuyển luôn thánh vương ra đời thì những cái công đức, cái phước lành của vị ấy sẽ khiến cho một cái cỗ xe từ cõi trời xuất hiện. Cỗ xe ấy có thể đi trên mặt nước, có thể lặn xuống dưới nước, có thể đi trên hư không, đi trên mặt đất. Và cái cỗ xe ấy có thể chở theo vua chuyển luân thánh vương cùng với 4 loại binh chủng, tức là mang theo được tất cả cái đội quân hùng mạnh nhất của mình và đi đến khắp nơi. Thì tất cả các cái quốc gia khác, các cái vị vua khác đều quy phục trước cái uy lực của vị ấy, tất cả đều đến và nói: thưa đại vương, hãy đến, quốc độ này là của đại vương, xin đại vương hãy giáo hóa chúng tôi. Thì một vị vua chuyển luôn thánh vương, vị ấy cai trị nước không có dùng gậy, không có dùng binh đao, không có chiến tranh đổ máu, mà vị ấy đi đến đâu vị ấy sẽ giáo hóa rằng là tất cả con dân trên khắp thế gian này hãy thực hiện theo cái lời giáo hóa của ta, đó là không được sát sinh, không được vào tất cả muôn loài. Đó là cái điều giáo hóa thứ nhất. Điều giáo hóa thứ hai, vị ấy giáo hóa là không được lấy trộm cắp của ai, mọi người phải sống chân thật, của mình làm ra thì mình dùng, đừng có đi lấy trộm của người khác, dù là những cái vật nhỏ bé nhất bằng cái sợi kim ngon chỉ hay là một cái cọng cỏ của người khác có chủ sở hữu rồi mình cũng không được lấy trộm cắp. Đó là lời giáo hóa thứ hai của vua chuyển luân thánh vương. Giáo hóa thứ ba, vị vua chuyển luân nói là tất cả con dân trong quốc độ này không ai được tà dâm,
Mỗi người chỉ được phép sống với vợ mình, chồng mình và phải có sự chung thủy suốt đời, không được ngoại tình với vợ và chồng của người khác. Đấy là cái giáo hóa của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Vua Chuyển Luân Thánh Vương giáo hóa là tất cả mọi người phải sống chân thật, không lừa dối nhau, không lừa đảo nhau, không nói dối, không nói sai sự thật, không nói những cái lời kích bác, những lời nhảm nhí, những cái lời độc ác. Phải nói những cái lời từ ái, nói những cái lời đem lại hạnh phúc lớn ích cho mình và cho người. Rồi vua Chuyển Luân Thánh Vương cũng giáo hóa nữa là tất cả con dân trong nước không ai được uống rượu, không được dùng chất say nghiện, không được dùng những cái chất mà khiến cho mọi người bị si mê, mất trí tuệ, không được sử dụng rượu và các chất say nghiện khác. Thì vị vua Chuyển Luân đi đến đâu cũng giáo hóa như vậy, dùng cái năng lực công đức, cái uy quyền, cái thần lực của mình mà tất cả các quốc độ đều quy thuận và thực hành theo cái chánh pháp cai trị của một vị vua Chuyển Luân Thánh Vương ấy. Thì đấy là vị Chuyển Luân Thánh Vương ra đời cũng sẽ giáo hóa người ta bỏ ác làm lành. Còn nếu như mà một cái vị mà đại nhân tướng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ấy xuất hiện ở trên đời, nếu như vị ấy đi xuất gia, vị ấy từ bỏ đời sống thế tục, từ bỏ cái đời sống tại gia, vị ấy từ bỏ cái ngai vàng, từ bỏ cái địa vị và đi xuất gia tu hành, thì vị ấy sẽ trở thành một vị Phật chánh đẳng, chánh giác. Và cái vị Thái tử Tất Đạt Đa này là một vị Bồ Tát. Vị ấy ra đời không phải để làm vua vũ Chuyển Luân Thánh Vương, mà vị ấy ra đời là để đi tu hành và thành Phật. Vì vậy cho nên là khi mà còn từ ngay khi tuổi còn nhỏ, vị ấy đã tỏ ra là một người có trí tuệ phi thường, có lòng từ bi bác ái cao thượng, không có tham đắm những cái ngũ dục ở thế gian, không có làm những cái việc bất thiện như những cái người thường, mà ngay từ nhỏ ngài đã là một cái tấm gương về đạo đức và trí tuệ. Khi lớn lên thì ngài nhận thấy bốn cái dấu hiệu xuất hiện, đó là thế gian này sinh ra ai cũng phải già đi, và già là một nỗi khổ đau bất hạnh, là một cái nỗi nguy hiểm của cuộc đời. Nhưng mà cái người bình thường không thức tỉnh được điều đấy, nhưng mà một vị Bồ Tát thức tỉnh được điều đó. Và đấy, thức tỉnh là ai rồi cũng sẽ phải mắc bệnh, khi mà đã bệnh tật thì không còn cái sự an vui hạnh phúc gì nữa. Thì ấy có một cái sự thức tỉnh là mọi người sẽ phải chết đi, khi vị ấy thấy người già, người bệnh và người chết, thì vị ấy hoàn toàn thức tỉnh. Vì ấy nhàm chán cái cõi thế gian này, vì ấy muốn đi tìm một cái con đường giải thoát khỏi cái sinh già bệnh chết. Vì vậy khi mà vị ấy thấy một vị sa môn ngồi thiền ở dưới gốc cây, thì vị ấy đến hỏi: thưa vị sa môn, ngài ngồi đây là để làm gì? Vị sa môn ấy trả lời là ngồi thiền để tu tập cái nội tâm, để hàng phục cái tâm bất thiện, để diệt trừ những cái phiền não tham sân si, và để giác ngộ các cái chân lý, và để giải thoát khỏi cái vòng luân hồi sinh tử, để chấm dứt sinh già bệnh chết. Khi mà một cái vị sa môn ngồi thiền dưới gốc cây nói nên cái lời như vậy, thì cái vị thái tử này thức tỉnh giác ngộ ra, đó là cái con đường hạnh phúc, cái con đường cao thượng nhất, đó là phải từ bỏ cái đời sống thế gian, từ bỏ cái lối sống thế tục đầy những cái phiền não khổ đau, tạo rất nhiều những cái tội lỗi ác nghiệp, khi chết thường bị đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh, và chui năn trong luân hồi sinh tử ở cái cõi này sang cõi khác. Thì con đi con đường xuất gia mới chấm dứt được những cái nỗi khổ đau, mới chuyên tâm thực hành thiền chỉ quán, mới có thể chứng ngộ và mới có thể giác ngộ được chân lý, và mới có thể chứng ngộ đắc được niết bàn. Cho nên là vị ấy đã từ bỏ tất cả ngôi ngai vàng địa ngọc, từ bỏ tất cả nhung lụa và ngọc ngà, từ bỏ tất cả vợ đẹp con yêu, từ bỏ tất cả những tài sản quốc độ, từ bỏ hết rồi. Vị ấy
đi xuất gia trở thành một vị sa môn, đầu trần chân đất, hàng ngày ôm bình bát, mặc áo cà sa, đi trong dân gian phất thực xin ăn từng ngày. Và vì ấy cũng đi học các cái pháp thiền với các vị thầy, và trải qua 6 năm tu khổ hạnh nhưng vẫn chưa giác ngộ được chân lý. Cuối cùng vị Bồ Tát đã từ bỏ cái lối tu khổ hạnh đấy sau khi nghe được cái tiếng đàn của vua trời Sắc Ca Thiên Chủ. Cái tiếng đàn khi mà ngân lên với một cái dây đàn trùng thì nó cũng không có phát ra âm thanh. Khi mà một cái dây đàn căng quá cũng không phát ra âm thanh, mà chỉ có cái dây đàn vừa phải. Thì cái con đường tu hành đắc đạo cũng như thế. Nếu một người lười biếng quá, không có siêng năng tinh tấn thì cũng không thể chứng đắc được đạo quả. Một cái người quá khổ hạnh, quá ép sát cũng không có đắc đạo, mà vì ấy phải tu ở cái con đường trung đạo vừa phải. Tức là vì ấy phải họ dùng những cái vật dụng cần dùng để có đầy đủ sức khỏe, vì ấy có y phục để mặc, vì ấy có chỗ để ở, có thuốc để trị bệnh. Đấy là những cái nhu cầu cần thiết. Khi có sức lực cần thiết thì ấy có thể quyết tâm tu tập và đắc đạo. Thì cái vị Bồ Tát Tất Đạt Đa cũng thế, thì ấy từ bỏ cái lối tu khổ hạnh, đi khất thực xin ăn cho có đầy đủ dinh dưỡng, sau đó có đủ sức khỏe, thì vị ấy ngồi dưới gốc cây Bồ Đề và Bồ Tát đã tiếp tục tu tập. Khi mà vị Bồ Tát tiếp tục ngồi thiền định, và trong khi thực hành vào trong các tầng thiền định với tâm định tĩnh, quần tĩnh, siêu nhân, vì ấy mới hướng tâm, vì ấy nhớ về những đời sống quá khứ, từ một đời, hai đời, 100 đời, 1000 đời, 100.000 đời. Thì lúc này Bồ Tát đã chứng được túc mạng minh, tức là nhớ lại được rất nhiều cái đời kiếp quá khứ của mình. Thực ra tất cả mọi chúng sinh trên đời này cũng vẫn đã là một chúng sinh hữu tình, ai cũng có rất nhiều đời quá khứ. Nhưng mà do những cái phiền não, những cái vô minh tham ái, những cái tham sân si nó che nấp rồi, cho nên mình không nhớ về được những đời sống quá khứ thôi. Khi đi đầu thai trong bụng mẹ là đã quên sạch, không nhớ về kiếp trước nữa. Nhưng mà nếu như bây giờ ai mà chuyên tâm tu tập, siêng năng thực hành thiền định để cho cái tâm nó trở nên thanh tịnh, diệt trừ hết những cái cấu uế phiền não, thì vẫn có thể nhớ lại những đời sống quá khứ của mình. Thì đấy là cái con đường mà Đức Phật trước kia đã từng tu tập như vậy. Hãy nhớ lại những cái đời sống quá khứ, rất nhiều đời kiếp của mình. Có những kiếp sinh ra làm người, có những kiếp sinh làm chư thiên, có những kiếp phải sinh làm châu bò, những cái loài súc sinh, có khi phải đọa xuống địa ngục. Vậy thì có rất nhiều cõi sống, chứ không phải chỉ có cõi người này. Đó là còn ngoài cõi người còn có những cái cõi vô hình khác như chư thiên hay là các cái loài đọa xứ. Vì Bồ Tát tiếp tục tu tập, hướng tâm xem là những cái người khác chết rồi sinh ở đâu. Và Bồ Tát thấy rằng có người chết rồi tùy theo cái nghiệp thiện ác mà người đấy đã tạo. Những người nào mà khi sống trên đời có cái niềm tin vào những cái như là cái vị đấy thường bố thí, không làm việc ác, thường làm việc thiện, thân làm là việc thiện, tránh những việc ác, khẩu nói những cái lời hiền thiện, không nói những cái lời độc ác bất thiện, tâm suy nghĩ những cái lời, những cái điều thiện lành, không suy nghĩ những cái điều bất thiện, thì những cái chúng sinh ấy khi từ bỏ cái thân mạng này sẽ sinh về cái cõi nhân gian, hưởng cái phước hành sống lâu, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ. Nếu cái công đức, cái phước hành ấy nó lớn, nó mạnh, sinh vào cái cõi trời Tứ Thiên Vương, có tuổi thọ là bằng 9 triệu năm ở cõi nhân gian, hoặc vì ấy có thể sinh vào cái cõi Đao Nơ Tiên, sống khoảng 36 triệu năm, toàn hưởng những cái phước này cao thượng. Vì ấy có thể sinh vào cõi Dạ Ma Thiên, vì ấy cũng có thể sinh vào cái cõi Đâu Suốt Thiên, Hóa Nào Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, các cõi trời dục giới. Còn những cái người nào mà tu hành chứng đắc các tầng thiền định, vì ấy có thể
sinh về các cái cõi phạm thiên, phạm chúng thiên, phạm trụ thiên, đại phạm thiên, tức là các cái cõi trời phạm thiên còn cao thượng hơn, phù thả hơn, tuổi thọ lâu dài hơn cả các cõi chư thiên. Hoặc là có những cái người sống ở trên đời này nhưng mà thân làm việc bất thiện, khẩu nói những cái lời bất thiện, ác ngữ, tâm suy nghĩ những cái điều bất thiện, tham sân si, những cái chúng sinh ấy khi từ bỏ cái cõi này sẽ phải chết, phải đọa xuống địa ngục, phải đọa làm súc sinh, tái sinh làm ngạ quỷ, chịu nhiều cái nỗi khổ đau bất hạnh. Vì vậy nên là khi chết rồi mỗi người sẽ đi tái sinh về một cái cõi khác nhau. Thì bằng cái thiên nhãn trí của mình thì Bồ Tát quan sát được như vậy và Ngài đã chứng đắc được thiên nhãn trí như thế. Thì cái người bình thường ở trên đời này, khi mà có những người thân qua đời, có ai biết được rằng những người thân mình chết rồi sinh về đâu không? Vậy cho nên là hầu như mọi người không thấy, không biết. Bởi vì là cái tâm của mình nó si mê tâm tối, nhiều phiền não, nó che phủ hết, sao mà thấy được? Nếu như siêng năng tu tập, thực hành các pháp thiền, làm cho tâm tinh, diệt trừ những cấu uế phiền não, thì mới có thể thành tựu được những cái pháp đó. Đó là thiên nhãn trí. Thì vì Bồ Tát trong canh thứ nhất chứng được túc mạng thông, canh thứ hai chứng được thiên nhãn thông, đến canh thứ ba Ngài chứng được nội tận thông. Nội tận thông đó là những cái phiền não tham sân si. Một cái người, một cái vị Bồ Tát tu tập để quán sát về cái thân, cái tâm này, cái thân này nó từ đâu mà sinh ra, cái tâm này nó từ đâu mà sinh ra, nên được gọi là cái thân năm uẩn, sắc uẩn, thọ tưởng hành thức uẩn. Cái năm uẩn này từ đâu mà sinh ra, thì mới thấy được cái nguyên nhân của quá khứ là do có những cái vô minh, hiểu sai những sự thật, do tham ái, do chấp thủ, do những cái hành động tạo những cái ác nghiệp khác nhau. Thiện nghiệp và ác nghiệp đều là những cái nhân khiến cho cái chúng sinh ấy ở trong luân hồi. Nếu có thể tu tập đoạn trừ được vô minh, tham ái, chấp thủ ấy, thì vị ấy sẽ đoạn trừ được cái nhân tái sinh, không còn luân hồi sinh tử trong tam giới nữa. Vì vậy vị ấy tiếp tục tu tập và diệt trừ hết những cái cấu uế phiền não ở trong tâm, thì lúc đấy trí tuệ giác ngộ đã sinh khởi, đoạn trừ được hết những phiền não, cho nên trở thành một bậc có nội tận thông, nội tận minh. Vậy thì lúc đấy là mới thật sự chứng thành Phật quả. Vậy thì Đức Phật khác với những người bình thường ở cái đó là Đức Phật có cái trí tuệ thâm sâu, giác ngộ do cái sự tu tập các cái pháp thiền chỉ quán mà ra. Khi sinh ra thì Ngài cũng là một người, cũng là một em bé như tất cả mọi người, rồi Ngài cũng sinh sống như mọi người, cũng lớn lên, cũng học tập, cũng vui chơi, cũng ăn uống như là một con người bằng xương bằng thịt. Vậy thì Đức Phật là một người sinh ra ở cõi người, Ngài là một con người. Và khi Ngài lớn lên thì Ngài đã từ bỏ cái cuộc đời thế tục, đi xuất gia tu tập và nhờ cái sự thực hành cái pháp thiền định ở dưới cội Bồ Đề, cho nên là Ngài chứng được những cái năng lực về tâm linh, đó là Ngài chứng đắc những cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng, xứng đáng bậc thánh. Đó là Ngài có túc mạng mà không nhớ thấy được những cái đời kiếp quá khứ của mình, mà những cái người bình thường khác không thể thấy được. Ngài có thiên nhãn minh là thấy được các cái cõi sống khác, những chúng sinh chết ở chỗ này sinh sang chỗ kia tùy theo cái thiện nghiệp hay ác nghiệp mà sinh về cái cõi khổ đau hay an vui khác nhau. Mà những cái người bình thường khác không có tu tập, cho nên mình không có cái thiên nhãn đó. Và Đức Phật có nội tận minh, tức là Ngài đã tu tập phát triển cái trí tuệ, thấy những cái sự thật tối hậu, những cái sự thật cao thượng, những cái pháp chân đế, cho nên Ngài đoạn trừ được hết tất cả những cái nguyên nhân, những cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm. Ngài thành tựu được cái nội tận minh, tức là đoạn hết phiền não ngủ ngầm ở trong tâm. Và đấy là Đức Phật cao thượng hơn con người khác.
ở ba cái điều đấy. Cho nên mọi người tôn xưng Ngài là Phật, tức là bậc giác ngộ. Vậy cho nên là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì muôn thuở đời sau người ta tạc ra những cái hình tượng, những cái bức tượng Phật là để tượng trưng cho Đức Phật. Mình phải biết rằng là tượng Phật là để tượng trưng cho Đức Phật, cũng giống như là tượng Bác Hồ tượng trưng người Việt Nam mình quý trọng những cái vị lãnh đạo thì đúc ra những cái bức tượng để mà tưởng nhớ lại cái lịch sử của vị đó. Thì cũng vẫn những người Phật tử mình muốn tưởng nhớ lại Đức Phật, người đã khai sáng ra đạo Phật, thì cũng đắp lên những cái hình tượng để ghi nhớ, để ôn lại, để cho mọi người ghi nhớ. Khi mà nhìn đến hình tượng của Đức Phật mà tưởng nhớ về cái công đức, tưởng nhớ về cái trí tuệ, tưởng nhớ về một bậc tu hành chân, một bậc tu hành đã giải thoát, đã giác ngộ, đã đắc đạo, đã thành Phật, để mình nương vào đó, vào cái tấm gương đó mà noi theo cái con đường của Đức Phật, học cái lời dạy của Đức Phật, thực hành theo cái lời của Phật dạy. Đấy là thế thì Đức Phật giống như một bậc thầy, một bậc thầy chỉ đường để cho mọi người đi theo cái con đường đó. Thì cái người mà có hiểu biết chân chánh thì sẽ luôn phải học cái giáo pháp của Đức Phật. Mình phải hiểu Đức Phật, học Đức, học cái pháp của Phật và thực hành theo cái giáo pháp đó, chứ không đi theo cái sự ảo tưởng, cái mê lầm, cái niềm tin sai, nghĩ rằng Đức Phật là một bậc thần linh có thể ban cho mình những cái mà mình đang cầu xin cúng bái. Thì đó chỉ là những cái mê tín ở thế gian. Trong đạo Phật hoàn là một đạo rất là trí tuệ, là một đạo mà chỉ ra những cái con đường để mình học, để mình thay đổi những cái nhận thức, cái tà kiến trở thành cái chánh kiến, thay đổi cái suy nghĩ sai lầm trở thành cái chánh tư duy, thay đổi những cái lời nói bất thiện thành chánh ngữ, những cái hành động bất thiện thì trở thành chánh nghiệp. Mình phải sống theo cái chánh mạng, phải có cái chánh tinh tấn, có chánh niệm, có chánh định, để thực hành như thế thì mới đúng theo cái giáo pháp của Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật ngài đản sinh ra trên đời, ngài đi xuất ra, ngài tu hành đắc đạo, ngài thành Phật, ngài thành Phật rồi, thì lúc đấy cái điều mà ngài nghĩ đến đó là phải đi cứu độ chúng sinh, phải đi tế độ chúng sinh. Tế độ chúng sinh bằng cái cách nào? Thế thì Đức Phật đã đi phổ độ chúng sinh. Đó là lúc đấy ngài suy tư tưởng niệm, ngài quan sát cái tâm tính của chúng sinh. Ngài lúc đấy ngài nói nên rằng chúng sinh này, tất cả những chúng sinh ở thế gian này, họ rất là tham dục, họ rất là sân hận, họ rất là si mê, họ rất là phiền não. Và cái giáo pháp mà Đức Phật chứng ngộ, chứng đạt, chứng đắc thì lại thâm sâu, lại quá là cao siêu, cao thượng, lại quá là thánh thiện. Nó đi ngược lại với cái tâm lý thông thường của chúng sinh. Cái tâm lý thông thường của chúng sinh đó là ưa thích ngũ dục, ham thích hưởng những cái dục lạc ở thế gian, ưa thích làm những cái việc xấu bất thiện. Còn cái giáo pháp, cái mà Đức Phật chứng ngộ, giác ngộ được, đó là cái pháp ni dục, cái pháp đoạn trừ những cái tham dục, cái pháp đoạn trừ cái sân hận, đoạn trừ cái phiền não, si mê, tà kiến. Vì vậy cho nên là cái pháp giải thoát nó đi khác, nó đi ngược lại với cái pháp sinh tử khổ đau. Vì vậy nên là rất khó có thể tế độ được cái chúng sinh si mê tà kiến này. Và lúc đấy Đức Phật nghĩ rằng nếu ta đi thuyết pháp, ta đi giảng dạy giáo pháp phổ độ chúng sinh, nhưng họ ngang bướng cứng đầu, nhưng mà họ si mê tà kiến, họ không hiểu được cái lời mà ta thuyết dạy, họ không thực hành theo những cái lời mà ta giảng dạy, thì thật là mệt mỏi cho ta, thì thật là khổ cho ta. Khi mà Đức Phật
suy nghĩ như vậy thì lúc đấy có một vị Phạm Thiên, Phạm Thiên Sampati đã đến và cung thỉnh Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy chuyển vẫn pháp luôn, vì ở thế gian vẫn còn một, vẫn có những người họ có ít bụi trần, họ có ít phiền não, họ có đủ trí tuệ để có thể hiểu được lời dạy của Thế Tôn, họ có thể giác ngộ được những cái lời dạy, họ có thể thực hành được những cái lời mà Đức Thế Tôn dạy. Nếu Đức Thế Tôn không thuyết pháp thật là nguy hiểm, thật là bất hạnh, thật là khổ đau cho chúng sinh. Thì Thế Tôn thuyết pháp thì đem lại cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc, cái sự lợi ích, đem lại cái sự hạnh phúc, lợi ích cho chư thiên và loài người. Thế thì lúc đấy Đức Phật đã im lặng nhận lời. Thì sau đó thì Đức Phật đã đi thuyết giảng giáo pháp để tế độ chúng sinh. Thì Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật dạy những cái gì? Đức Phật dạy những, từ những cái điều căn bản, từ những cái dễ đến cái khó, từ thấp đến cao, từ những cái pháp tục đế đến cái pháp chân đế, từ những cái pháp để cho con người đạt được những cái an vui ở cái mức vừa phải, cho đến đạt được những cái sự an vui tối thượng. Thế thì Đức Phật sẽ tùy nghi, tùy theo cái trình độ của mỗi người mà thuyết pháp. Thì thông thường Đức Phật sẽ thuyết pháp để cho mọi người có cái niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp. Ngài có thể thuyết khuyến hóa cho mọi người về cái pháp bố thí. Đức Phật sẽ giảng dạy cho mọi người biết về cái lợi ích, về cái công đức của cái việc bố thí. Nếu một cái người muốn có được cái sự an lành, mà một cái người có cái niềm tin rằng từ cái hành động bố thí đem lại cái sẽ có cái phước báo an vui ở tương lai, thì cái người đấy khi có niềm tin như vậy rồi, Đức Phật dạy tiếp là hãy giữ giới, vì giữ giới còn có những cái công đức lớn hơn là bố thí. Giữ giới đó là bỏ việc ác, làm việc này như là không sát sinh, không trộm cắp, không đả dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì cái việc bố thí với cái việc giữ giới thì việc nào khó làm hơn? Việc giữ giới sẽ khó làm hơn, việc bố thí là dễ nhất trong những cái công đức, những cái thiện nghiệp mình có thể làm được, đó là bố thí rồi. Nhưng mà giữ giới sẽ cao thượng hơn một bậc nữa. Thì vậy nên là cần phải có cái sự thực hành nữa là giữ giới. Giữ giới sẽ tránh đọa vào những cõi khổ đau, sẽ đạt được cái sự lợi ích, hạnh phúc, an vui lâu dài. Đức Phật sẽ giảng về các cái sự hạnh phúc ở các cõi thiên giới, cái sự khổ đau ở những cái cõi đọa xứ, để cho mọi người biết được rằng là sống ở trên đời, người nào làm việc ác sẽ bị cái quả báo tương lai, sẽ chịu cái nỗi khổ đau bất hạnh. Đó là phải từ khi từ bỏ cái cõi người này sẽ phải đọa vào những cái cõi khổ đau thấp kém như là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Người nào biết làm những cái việc phước thiện thì khi từ bỏ cái cõi đời này sẽ được hưởng những cái phước báo, những cái công đức, những cái phước lành ở cái cõi nhân thiên. Rồi cái người đấy mà có cái tiến bộ hơn nữa thì Đức Phật hãy dạy là hãy tu tập về tâm, tức là thực hành những cái pháp thiền để đoạn trừ những cái ô nhiễm, những cái phiền não ở trong tâm. Nếu một cái người mà có cái sân hận nhiều thì cái người đấy hãy thực hành từ tâm để mà đoạn trừ những cái sân hận ở trong lòng. Người đấy mà có cái tham dục nhiều thì Đức Phật dạy người đấy hãy thực hành cái quán bất tịnh, quán về tử thi, quán xác chết, quán về các thể trược, thấy cái thân này là ô nhiễm, ô uế, bất tịnh để xa lìa cái tham dục. Nếu cái người nào có cái tâm tán loạn thì Đức Phật dạy hãy thực hành thiền hơi thở, hãy nhận biết hơi thở vào ra để cho cái tâm được định tĩnh, được thuần tịnh siêu nhân. Cho nên là Đức Phật sẽ tùy theo từng người, người nào thực hành được những cái pháp thấp thì dạy những cái pháp thấp, thực hành được những cái pháp cao hơn thì Đức Phật dạy pháp cao hơn. Rồi là Đức Phật dạy những cái pháp để phát triển được trí tuệ, để quán sát cái thân này là thân năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, tìm ra những cái nhân sinh ra năm uẩn là những cái phiền não, tham sân si ngủ ngầm ở trong tâm, để đoạn, và những cái pháp tu tập để đoạn trừ những cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm ấy, đó là thực hành theo cái con đường chánh đạo.
thì vị đấy cần phải có cái sự chánh tri kiến, sự hiểu biết đúng. Muốn hiểu biết đúng thì cái vị đấy cần phải thân cận những bậc chân nhân, những bậc thiện tri thức, vì ấy cần phải lắng nghe giáo pháp, vì ấy cần phải học giáo pháp, tư duy theo giáo pháp và thực hành để phát triển trí tuệ giác ngộ, có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tức là vị ấy phải thực hành thiền định, rồi sau đó cái tâm định tính rồi vị ấy phát triển thực hành thiền tuệ. Khi có trí tuệ vị ấy sẽ giác ngộ, vị ấy cũng sẽ giác ngộ, cũng sẽ thành tựu được tam minh. Một cái vị giác ngộ theo cái lời dạy, theo cái con đường của Đức Phật, vị ấy cũng có thể nhớ lại những đời sống quá khứ của mình, vị ấy cũng có thể thấy được những cái người khác chết rồi sinh về đâu, cũng có thiên nhãn minh, vị ấy cũng có thể đoạn trừ được những phiền não ngủ ngầm ở trong tâm, những cái tâm tham sân si thì cũng có thể đoạn trừ. Cái người nào mà làm được như vậy thì người ấy sẽ đạt được cái sự an vui tối thượng trong cái giáo pháp của Đức Phật. Thì Đức Phật tùy nghi giảng dạy cái giáo pháp ở trên thế gian suốt 45 năm quảng pháp nữ sinh. Đi đâu thì Ngài cũng dùng nhiều phương tiện, nhiều cái ngôn từ, nhiều cái cách thức, nhiều là những cái văn tự để diễn đạt, để giảng giải, để phân minh, để phân tích cho mọi người hiểu rõ về cái con đường chân chánh, từ bỏ cái con đường bất chánh, từ bỏ cái con đường tà đạo để thực hành theo cái con đường chánh đạo, để xa lìa cái khổ đau, để đạt đến cái sự an vui hạnh phúc tuyệt đối. Thì đấy là cái giáo pháp của Đức Phật giảng dạy là như vậy. Cái giáo pháp ấy được tất cả những cái bậc thiện tri thức ở cái cõi thiên giới và cái cõi nhân gian cung kính tôn trọng và học hỏi và thực hành theo từ ngàn xưa cho đến nay. Thì cái giáo pháp của Đức Phật vẫn là một cái giáo pháp cao quý nhất, cao thượng nhất, thiêng liêng nhất, mầu nhiệm nhất, đem lại cái sự an vui tột cùng nhất mà không có cái gì ở thế gian này có thể sánh bằng được. Vì vậy cho nên người ta cung kính Đức Phật, người ta tôn trọng Đức Phật, người ta mới xây nên những ngôi chùa, người ta mới đắp tượng của Đức Phật, người ta tôn thờ Đức Phật để làm gì? Để tưởng nhớ về Phật, một bậc thầy cao thượng đã ra đời, đã chỉ, đã giáo hóa, đã hướng dẫn, đã hướng đạo, đã chỉ ra cái con đường hạnh phúc, an vui, đi đến niết bàn giải thoát khổ đau cho chúng sinh. Thế thì là một cái người Phật tử, mình cần phải nghe pháp, phải học pháp, phải thực hành pháp, phải tu tập để chứng ngộ, chứng đắc những cái pháp mà Đức Phật đã giảng dạy, mới hiểu đúng sự thật, đi đúng đường, chứ không nên đi theo cái pháp mê tín dị đoan. Mình học Phật mà mình lại cứ đi hành theo cái pháp của tà ma ngoại đạo, thì nó rất là uổng công, đến lúc chết vẫn phải đọa vào những cái cõi khổ đau sinh tử, không mang lại cái lợi ích hạnh phúc gì cả. Vậy nên là người Phật tử thì cần phải học để hiểu để thực hành để chứng ngộ để giải thoát, thì mới đạt được cái sự an vui thật sự, mới là người đi đúng theo cái con đường của Đức Phật. Thì Đức Phật cũng là một người, Ngài sinh ra, Ngài đi tu hành, Ngài đắc đạo, Ngài thành Phật, Ngài thuyết pháp, Ngài giảng dạy cái giáo pháp, rồi đến khi Ngài cũng phải già, Ngài cũng phải bệnh và Ngài cũng phải chết. Nhưng mà một cái người thường chết thì mình đi luân hồi tái sinh sang những cái cõi sống khác, Đức Phật thì khác, Ngài chấm dứt thọ mạng này, Ngài đã đắc bát niết bàn, Ngài thể nhập niết bàn, Ngài bất sinh bất tử, Ngài không còn tái sinh, không còn luân hồi, không còn sinh tử nữa. Đó là Đức Phật. Dù ngày nay mọi người có thể xây nên những ngôi chùa, tạc lên những cái bức tượng mà Ngài dâng, và mình có thể dâng hương, dâng hoa, dâng trái cây, dâng vật thực, dâng đèn nến để cúng dường Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật không có, không còn đấy. Đức Phật không có thọ nhận. Đức Phật không phải là một vị thần linh. Đức Phật không nghe những lời mình cầu xin. Đức Phật cũng không có
thọ dùng sử dụng những cái mà mình cúng dường. Sự cúng dường ấy hoàn toàn là để tri ân, để tưởng nhớ, để bày tỏ cái lòng thành kính của mình. Vậy thì cái người nào có lòng thành kính, mình có thể cúng dường Đức Phật bất cứ thứ gì. Khi cúng dường Đức Phật thì cái tâm cung kính khởi lên, cái tâm thanh tịnh khởi lên, cái tâm đấy là tâm cao thượng, cái tâm đấy nó tạo ra công đức, cái tâm ấy nó tạo ra thiện nghiệp, cái tâm ấy nó làm cho mình được hưởng những cái phước lành, được hưởng những cái phước báo ở như là sống lâu, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ. Cái công đức ấy sẽ khiến cho cái tâm của mình thanh tịnh, khiến cho mình có thể tu tập, có thể chứng đắc được những cái pháp giải thoát, mình có thể đoạn trừ được những phiền não và chứng ngộ được niết bàn giống như Đức Phật. Đó là vì cái lòng thành kính như vậy, cho nên là mình có thể cung kính Đức Phật cũng tạo ra phước này, cúng dường Đức Phật tạo ra phước này. Nhưng những cái điều đó không bằng cái sự thực hành cái pháp của Đức Phật. Khi Đức Phật chuẩn bị nhập niết bàn vào cái ngày cuối cùng, ngài đi đến cái hàng Sa La Song Thọ. Lúc đấy các vị chư thiên ở cõi trời đã rải những cái hoa, đã rải hoa ngập tràn trên mặt đất, đã rải thiên hoa, dùng những cái đóa hoa ở cõi trời rải hoa ngập trên mặt đất để cúng dường Đức Phật. Và Đức Phật đã nói với các đệ tử của ngài rằng là chư thiên rải hoa cúng dường khắp thế gian, khắp mặt đất này, nhưng cái sự cúng dường ấy không cao thượng. Và Đức Phật nói rằng cái sự cúng dường cao thượng nhất đó là hãy thực hành cái, hãy ngồi thiền, hãy thực hành thiền định, hãy chánh niệm tỉnh giác, hãy tu tập cái tâm, hãy giác ngộ chân lý, hãy giải thoát khổ đau. Tức là một cái người thực hành giáo pháp của ta là cái người đã cúng dường cái sự cúng dường cao thượng nhất. Vì vậy cho nên đến năm 80 tuổi khi Đức Phật nhập niết bàn thì Đức Phật nói rằng là sau khi ta nhập niết bàn thì hãy thiêu cái xác thân này của ta, sau đó hãy lấy cái xá lợi, cái xác thân Đức Phật thiêu sẽ để lại 84,000 viên xá lợi. Đức Phật nói rằng hãy xây một cái, hãy xây những bảo tháp ở giữa các cái ngã tư đường, rồi để cái xá lợi ấy trên đỉnh tháp, để cho những người ở thế gian khi mọi người đi qua những cái ngã tư đường, người ta nhìn thấy cái bảo tháp của Đức Phật, người ta nhìn thấy bảo tháp, người ta sẽ tưởng nhớ đến Đức Phật, người ta sẽ tưởng nhớ rằng đấy là Đức Thế Tôn bậc A La Hán, bậc xứng đáng được cúng dường, bậc chánh biến chi, bậc có đầy đủ minh và hạnh, một bậc đã nói ra những cái điều thiện lành cao thượng chân Phật, một bậc hiểu rõ các pháp thế gian, một bậc điều phục những bậc, những người khó điều phục, một bậc thầy của trời người, đó là Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh đẳng chánh giác. Khi mọi người tưởng nhớ như vậy, tưởng nhớ đến Đức Phật, tâm hoan hỷ, tâm tinh tín, tâm cao thượng, những cái tâm đó khởi lên đã sinh ra những cái phước lành cao thượng. Và từ những cái tâm cao thượng sinh ra phước lành cao thượng thì khi thân hoại mạng chung, những người ấy sẽ được sinh trở lại vào các cõi chư thiên, những người ấy sẽ trở thành những vị chư thiên, sinh về các cõi trời cao thấp khác nhau. Vì vậy cái người nào chỉ cần hiểu cái cuộc đời Đức Phật, có cái niềm tin kính với Đức Phật là cái người đấy đã đủ những cái công đức phước này để tái sinh về thiên giới, trở thành những vị thiên thần, những vị chư thiên cao thượng rồi. Huống chi là mình có thể học cái giáo pháp ấy, thực hành giáo pháp ấy thì mình cũng sẽ đi đến niết bàn, sẽ đi đến sự giải thoát khổ đau giống như Đức Phật vậy. Vì vậy nên Đức Phật là một cái bậc rất là cao thượng, một bậc rất là thánh thiện, là một cái bậc xứng đáng để cho thế gian, cho các hàng chư thiên và nhân loại cung kính, cúng dường, tôn thờ, đảnh lễ và kỷ niệm cái ngày Đức Phật đản sinh, là cái cơ hội để mọi người cần phải ôn lại, cần phải tưởng nhớ lại
suốt cái cuộc đời của Đức Phật, ngày rằm tháng tư là ngày Đức Phật sinh ra đời, ngày rằm tháng tư là ngày Đức Phật tu hành đắc đạo, chứng thành Phật quả dưới gốc cây Bồ đề. Ngày rằm tháng tư là cái ngày mà Đức Phật đã nhập niết bàn dưới hai hàng sa la song thọ. Mặc dù Đức Phật đã nhập niết bàn rồi nhưng mà giáo pháp vẫn còn lưu truyền đến ngày nay. Những người Phật tử từ thế hệ này sang thế hệ khác vẫn cần phải tiếp tục tinh tấn học cái giáo pháp của Đức Phật, thực hành cái lời Đức Phật dạy, giữ gìn cái giáo pháp, giữ gìn cái chánh pháp, đừng để cho những cái tà pháp nó xen nổi vào, và cần phải phát triển giáo pháp, hoằng dương cái giáo pháp và lan tỏa rộng rãi cái giáo pháp đến những cái người còn si mê, để cho những người si mê trở thành những người giác ngộ, để cho những cái người ác trở thành những cái người hiền thiện, để cho những cái người còn ở trong luân hồi khổ đau đi đến niết bàn giải thoát khổ đau. Đấy mới là cái mục đích, đấy mới là cái ý nghĩa, đấy mới là cái việc cần phải làm của tất cả các hàng Phật tử, cả già, cả trẻ, cả gái, cả trai, cả người xuất gia đến người tại gia, đều là những người con Phật, thì cần phải học Phật, cần phải có cái niềm tin, tin tưởng cái giáo pháp của Đức Phật, và giữ gìn cái chánh pháp của Đức Phật, đưa đến những cái đời sau không bị mất đi. Đấy là cái ý nghĩa của cái ngày Phật đản như vậy. Giờ đã hết thời thuyết pháp.